Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Năm 2023, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội của cả nước đạt 39,25% so với lực lượng lao động trong độ tuổi với 18,26 triệu người. Trong đó khoảng 3,92% lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với gần 1,83 triệu người, vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,35%, vượt 0,15% so với nghị quyết của Chính phủ, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, cắt giảm quy trình, thủ tục, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số nội dung về triển khai nhiệm vụ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phát triển người tham gia, giảm số chậm đóng, quản lý sử dụng hiệu quả các quỹ, công tác thanh tra kiểm tra, việc chấp hành chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 42,7%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 34,18%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,11%. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị, thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục bám sát chủ trương đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch, công tác để triển khai trong toàn ngành. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho phù hợp, tiếp tục kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới công tác truyền thông, giải quyết chi trả kịp thời đầy đủ các quyền lợi, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đột xuất xử lý các hành vi vi phạm, tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành bảo hiểm xã hội trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng thời đưa chỉ tiêu kế hoạch thực hiện lộ trình phát triển người tham gia vào nghị quyết, chương trình hành động. Xác định đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của địa phương.